Hi xin chào tất cả các bạn đến với kênh Thành Vlog TV nha Hôm nay Thành sẽ nói về bên sàn Remitano nha Thì liên quan tới là <laughs> Olimus nha là Để mua lại trang Twitter Và có một đăng một cái dòng Trên trang Twitter Là cái hình Don, hình con con cuốn nha Đó các biểu tượng Twitter Là nó liên quan tới đồng Dogecoin nha các bạn Cho nên đồng Dogecoin tự động Bật tăng vé lên rất là nhiều nha các bạn Đó Thì là đây nè Uh, 90 triệu USD bị thanh lý vì Dogecoin Dogecoin tăng đột biến uh, hàng lọt nhà đầu tư bị thanh lý vị thế hợp đồng tương lai sau 5 ngày mất xác nhận để mua lại Twitter hơn 89 triệu USD vị thế uh, đồng tương lai Dogecoin đã bị thanh lý trên các sàn du dịch trong đó 52 triệu USD đến từ các vị thế bán không khống Dogecoin trong tuần trước, giá đồng Dogecoin tăng trưởng đột biến khi Elon Musk, uh, CEO Tesla mua lại Twitter. Vốn hóa của dự án này tăng hơn 90% duy trì mức 10 tỷ USD. Ở thị trường uh, phái sinh, Dogecoin là một trong những đồng tiền số có thanh khoản tốt nhất ở thị trường giao ngay các giao dịch đốt coi nên chuỗi khối cũng tăng đột biến con số này dao động quanh 25.000 giao dịch ngày đó thì có nghĩa là sau khi mà ô lên á mua lại trang Twitter và đăng một cái trạng thái là hình hình con con cuốn đó nha các bạn thì đồng đốt coi để tăng đột đột biến nha tăng giá lên rất là nhiều nha có nghĩa là lượng mua đốt coi vào rất là nhiều nha các bạn đó là hơn 90 triệu USD bị thanh lý vì đốt coi nè đó có nghĩa là nhiều người bỏ tiền ra mua rất là nhiều nha các bạn thì các bạn bây giờ bây giờ đốt coi nó chỉ b b nghìn một, một đồng thôi nha các bạn bỏ ra 500 trăm nghìn thôi mua thử gì đỡ đó 500 000 nghìn các bạn ăn cũng hết mà thành có mua lại một 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 số đốt coi nè đó rồi đồng cb nó nha đồng cb nó cũng liên quan tới đốt coi tại vì cb nó cũng là biểu tượng của con cuốn nha các bạn nó có liên quan tới đốt coi đó hai cái đồng này nó có liên quan đến nhau nha cho nên các bạn mua đồng CB thì nó rỉ hơn chưa tới một nghìn nha đồng đốt coi thì nói chung là cái tiền nào thì của đó thôi à, giá trị nó khác nhau thôi đúng không các bạn thì nó tăng giá cũng khác nhau thôi đó thì theo mình nghĩ là mua đồng đốt coi đây nó đang có tiềm năng đó nha hiện tại giá rất, rất là rỉ nha nếu mà có sự can thiệp của mất mà nếu mà nó lên được khoảng có 20 nghìn một đồng thôi các bạn mua B nghìn một đồng mà các bạn bỏ ra một triệu mua 20 Lờ chừng nó bán 20 000 một đồng thì các bạn lời biết bao nhiêu tiền đúng không các bạn đó thì thành bỏ ra thành mua hết 6 đồng nè đó ờ, rồi chuẩn bị thành cũng sẽ mua nó về thành mua 66 đồng mà CB nha đó thì các bạn thấy chia sẻ của thành hay thì nhớ like và nó cơ ủng hộ cho thành nha